Chào mọi người nhé. Hôm nay bên shop mình sẽ giới thiệu với mọi người về cái sản phẩm đài có mã là Shure SVK888UR. Đây là cái sản phẩm đài, nó có rất là nhiều chức năng. Thứ nhất là mọi người có thể sử dụng được thẻ nhớ USB đấy, có khả năng sạc. Ngoài ra đương nhiên thì nó sẽ có thêm cái chức năng là cắm USB, nó có đường cắm 3.5 này, có sạc bằng điện 220 sạc 6V, có thể bắt được các cái kênh như AM, FM, SVK, bốn cái băng tần đấy. Nghe nhạc thì có chế độ MP3. Mọi người theo dõi qua một chút, mình sẽ giới thiệu về cái sản phẩm này. Trong cái hộp này thì mở ra thì sẽ là cái sản phẩm chính của chúng ta. Đây là cái đài Shure SVK888UR. Đấy, mọi người nhìn qua về cái sản phẩm này nhé. Tí mình sẽ giới thiệu chi tiết từng thứ một cho mọi người. Dưới cái đít này, dưới cái đít pin này, bao giờ cũng có kèm theo là một cái sợi dây dùng để cắm điện. Cái sợi dây này dùng để sạc vào bên trong, bởi con này nó có pin sạc. Đấy, thì mọi người sẽ cắm một cái đầu vào đây, một cái đầu vào cái bên này. Đấy, còn đầu này cắm vào điện lưới, điện 220 để sạc. Tí mình sẽ nói cụ thể hơn một chút. Còn đâu chỗ này là để lắp hai quả pin đại. Đấy, con này vừa có thể sử dụng pin bên trong và vừa có thể sử dụng pin pin đại, đồng thời cũng có thể cắm điện luôn. Khá nhiều chức năng. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết về cái đài này nhé. Về mặt trước thì chúng ta sẽ có ba cái nút tròn to này và một cái mặt điều khiển. Còn đây là loa của nó. Cái nút này là để cái nút nhỏ dưới này để chỉnh tông, low và high. Cái này là tăng cái độ bass lên. Ở đôi bên xoay bên này sẽ là nghe chép nhiều. Đấy, xoay này. Còn đây là để dò radio, dò sóng. Còn đây là to nhỏ. Đấy. Thì việc đầu tiên là mọi người nhìn thấy cái nước gạt ở phía trên này. Cái nước gạt đầu tiên này mình đã gạt nước này, tức là tắt và sạc. Sạc ở đây chính là sạc điện 220 đấy. Còn đâu nếu mà về cái nước giữa này, thì nếu mà anh em có cái sạc 6V hoặc cái tấm pin năng lượng mặt trời gì đấy, thì mình cắm ở đây nó cũng có thể sạc được nhé. Bên cạnh nó là cái lỗ cắm tai nghe này. Đây là lỗ cắm tai nghe này. Còn đâu khi mà anh em sử dụng cái quả pin ở trong cái đài này, thì là sẽ gạt về nước ngoài cùng bên tay phải này. Mình gạt luôn vào bên này. Đấy, nó đang để cái chế độ MP3 thì là cái đèn MP3 nó sáng. Bây giờ ví dụ anh em có thẻ nhớ cắm ở đây hoặc là có USB cắm ở đây là nó chạy luôn đấy. Thử cắm cái USB vào trước nhé. Cho to nhỏ đây. Đang nghe ở chế độ dùng chép này. Đây, sang chế độ này thì nó sẽ ít chép, nhiều bát này. Anh em quay xem này thì sẽ nhiều bát nhé. To nhỏ đây. Còn đâu thẻ nhớ thì mọi người cắm phía trên này. Nó có hai khay cắm thẻ, một khay cắm thẻ SD, một khay cắm thẻ micro này. Mình có cái thẻ bé mình cắm ở đây. Chạy luôn nhé. Trên này nó có ba cái nút nhỏ nhỏ này. Cái nút ngoài cùng là tạm dừng nhé. Và chơi tiếp này. Đây là tiến bài nhé. Đây là lùi bài này. Ba cái nút này chỉ phục vụ cho anh em là khi sử dụng thẻ nhớ USB thôi nhé. Bây giờ mình sẽ chuyển về đài. Khi mà chuyển về đài radio ấy, thì anh em sẽ gạt về cái nước này, gạt xuống này. Mình muốn nghe FM thì mình sẽ gạt nước thứ hai nhé. Đấy, đưa về FM này. Gạt thêm nước nữa về AM. Gạt thêm về hai cái đất cuối này thì là sẽ sóng SVK1 và cuối cùng là SVK2. Đây, mình đang để ở chế độ FM này, 93.7 đi. FM tần số
số 93,7 MHz. Kênh phát thanh này do các biên tập viên Hoài Khánh, còn đây là anten mình đang sử dụng trong nhà, nhưng mà con này bắt cũng tương đối khỏe, sóng rất là tương đối khỏe. Đức Cường, Lê Minh, Trường Thanh, Anh Tuấn cùng các kỹ thuật viên truyền dẫn phát sóng Văn Tú, Kim Dung, Mai Lan, Kim Liên, Đình Long, Duy Tuấn, Đào Tuấn. Chuyển sang loa tiếng nói Việt Nam xem nào. Ai em này? Con này bắt tiếng nói Việt Nam tương đối rõ nét. Culture. Today, Marlene narrates the article titled "A Great Sinologue." In khi không dùng nữa thì anh em gạt cái nước này cho đỡ tốn điện này. Con này thì có 3 cách để sử dụng nó. Thứ nhất là mọi người có thể sử dụng cái quả pin trong này. Mỗi lần anh em sạc thì sạc khoảng tầm 3-4 tiếng thì sẽ nghe được 3-4 tiếng đồng hồ luôn. Cách thứ hai là cắm điện. Cắm điện thì nói thực sự là không tốt lắm. Bởi vì thứ nhất là nó sẽ vừa dùng vừa sạc ấy, thì nó hay bị chai pin. Và khi mà cắm điện lưới vào thì nghe radio nó sẽ hơi bị sôi. Cách thứ ba nữa thì là có thể sử dụng 2 quả pin đại ở trong đây. Đấy. Mọi người bỏ này ra và sử dụng 2 quả pin đại ở đây. Đấy. Con này ghi rõ tất cả các cái giải tần AM, FM, dòng sạc 3V. Đấy. Thì khi sạc thì mọi người cắm thẳng cái rắc này vào cái chỗ AC này nhé. Sau đó cắm vào điện lưới. Thế là sạc thôi và dùng. Nên mình giới thiệu qua về cái đài 3 con 8 này. Mọi người theo dõi và ủng hộ shop mình nhé.